Ngục gia cuồng long chương 1606 cửa lớn màu xanh lam phía trước người điều tra đều tại trên mặt biển, chứng kiến yêu chiều che già măng mọc mà tiến vào vòng xoáy bên trong chịu chết. Bây giờ tần phong ngay tại đáy biển, hơn nữa khoảng cách chính giữa vòng xoáy vẻn vẹn có mười mấy thước khoảng cách. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy những thứ này đáy biển yêu thú tại đối mặt vòng xoáy lúc là như thế nào rung động bao quát dưới người hắn con hổ này đầu kinh khi nhìn đến vòng xoáy xuất hiện sau đó. Hồ hấp rõ ràng thô trọng, lỗ thoát khí bên trong không ngừng mà phun ra bọt nước. Dương Kiêu có thể cảm nhận được nó yêu lực đang sôi trào. Tựa hồ vòng xoáy bên trong có đồ vật gì đối với nó tạo thành trí mạng hấp dẫn. Dương Kiêu ngẩng đầu, nhìn xem cái kia phiến giống như tinh không tầm thường vòng xoáy từ vòng xoáy trung tâm bên trong không ngừng có tinh quang tầm thường ánh sáng tản mát ra thế nhưng lại thấy không rõ chính giữa vòng xoáy dáng vẻ nhưng mà dương kêu luôn cảm thấy tại vòng xoáy trung tâm có đồ vật gì đang đối với mấy cái này yêu thú tản ra cám dỗ trí mạng chỉ có điều cùng lúc đó chính giữa vòng xoáy cũng ẩn chứa vô tận nguy hiểm tại hắn ngưng thị vực sâu đồng thời vực sâu cũng tại nhìn chăm chú hắn đúng lúc này nhóm đầu tiên yêu chiều động vô số hải yêu từ trên mặt nước vọt lên tiếp đó liều lĩnh sông về vòng xoáy trung tâm bao phủ nước biển cũng không có khả năng ngăn cản bọn chúng ngược lại tại thôi động bọn chúng đi tới bọn chúng không chỉ không có nửa điểm sợ hãi thậm chí tại tranh nhau chen lấn mà hướng chính giữa vòng xoáy sông không nên hỏi tại sao yêu chiều không tuyển chọn từ đáy biển vào thẳng tiến vòng xoáy trung tâm bởi vì rất nhanh Tần Phong liền được đáp án, chỉ thấy những thứ này bọn Hải yêu chỉ sợ đối phương lại so với chính mình càng nhanh nhảy vào chính giữa vòng xoáy chiếm đoạt vị trí của mình. Còn tại giữa không trung liền xảy ra lẫn nhau cắn xé cùng va chạm. Có bộ phận Hải yêu liền bị vô ý đụng phải vòng xoáy biên giới, vừa mới tiếp xúc đến vòng xoáy biên giới. Chỉ thấy huyết nhục bị cuốn phải Mạn Thiên phi vũ những cái kia ngôi sao màu xanh lam một dạng đồ vật vậy mà tại hấp thu hải yêu tinh huyết sau đó, ẩn ẩn đã biến thành màu đỏ. Trong lúc nhất thời, Tần Phong chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hồng quang đầy trời, nguyên bản nhìn như Mỹ hảo cảnh tượng trong nháy mắt đã biến thành một mảnh đại dương màu đỏ ngóm. Bất quá dù vậy, vẫn có liên tục không ngừng yêu chiều thử nghiệm nhảy vào đến vòng xoáy trung tâm đến nước này cuối cùng có mười mấy đầu hải yêu thông qua vòng xoáy trên cùng trung tâm trực tiếp chui vào vòng xoáy bên trong vòng xoáy nội bộ là an toàn tối thiểu nhất những thứ này yêu chiều khi tiến vào chính giữa vòng xoáy sau đó còn sống tiếp đó bọn chúng bắt đầu tranh nhau chen lấn mà hướng vòng xoáy tận cùng dưới đáy điểm trung tâm xuất phát đúng lúc này vòng xoáy điểm trung tâm sáng lên ánh sáng mang đó là một đạo màu xanh đen ánh sáng nhạt, tại tần phong xem ra, nơi đó càng giống là cái gì kết giới được mở ra, giống như là một đạo phát ra ánh sáng môn. Môn, trong đầu sinh ra ý nghĩ này sau đó, tần phong cảm thấy sáng tỏ thông suốt, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì. Liền đợi đến nhóm đầu tiên yêu chiều từ chính giữa phòng xoáy sau khi tiến vào tới vì hắn nghiệm chứng sau một khắc, nhóm đầu tiên yêu chiều đón đạo kia màu lam quang chui vào. Tiếp đó trong nháy mắt biến mất ở tần phong trước mắt. Cũng liền tại lúc này, đạo kia màu lam quang càng thêm trói mắt, kích thích càng nhiều yêu thú bắt đầu chui vào trong. Tiếp đó tần phong còn lại đầu kia đầu hổ kình cũng động, tần phong lại không có động như cũ gắt gao nắm lấy hắc kiếm, tùy ý đầu hổ kình mang theo hắn từ đáy biển lao ra cái này chỉ đầu hồ kình thân thể là đợt thứ hai yêu chiều bên trong lớn nhất nó từ khi mặt nước vọt lên liền nhấc lên cực lớn bọt nước thậm chí rất nhiều hình thể khá nhỏ còn muốn bị nó xông lên như vậy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tần phong liền đứng tại trên đầu của nó một cái tay gắt gao nắm lấy hắc kiếm một bên nhìn xem đầu hồ kình nhảy lên bay trên không mục tiêu của nó quả nhiên là chính giữa vòng xoáy những thứ khác yêu thú cũng nghĩ tính toán đưa nó kéo xuống bất quá không đợi yêu thú khác tới gần tần phong đã mấy đạo đơn giản thuật pháp quăng tới bởi vì tần phong bản thân cũng không có linh cốt cho nên hắn tu luyện thuật pháp thời điểm cũng không có dựa theo linh cốt nguyên tố tới chọn mà là cái gì đều học được một điểm đối với nắm giữ linh cốt tu sĩ tới nói nếu như không tuyển chọn tự thân linh cốt đối ứng nguyên tố thuật pháp tới tu luyện đến kết quả cuối cùng rất có thể là cao không tới thấp không xong hoàn toàn không cách nào phát huy ra thuật pháp bản thân hiệu quả thế nhưng là tần phong không truy cầu cái này hắn tu luyện thuật pháp nguyên bản cũng là vì cho sau này đánh xuống cơ sở mặc kệ có thể hay không phát huy ra tốt nhất tác dụng trước tiên học được lại nói cũng may hắn hất ra cái này hai đạo băng phách chú vẫn rất có công hiệu những thứ này yêu thú hiện tại cũng đỏ mắt muốn xông vào chính giữa phòng xoáy căn bản không để ý đến đầu hồ kinh trên đầu còn có người cho nên bị tần phong thuật pháp đánh một cái trở tay không kịp yêu thú bị đánh bay ra ngoài lại thêm đầu hồ kinh bản thân yêu lực cũng đủ mạnh mẽ cho nên đầu hồ kinh nhảy ra mặt biển quá trình vô cùng thuận lợi kế tiếp nó cơ hồ lấy thế không thể ngăn cản. Hoàn toàn là liều lĩnh quyết tiệt tư thái, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh đâm vào chính giữa vòng xoáy. Cuồng phong từ tần phong bên tai thổi qua, sen lẫn gào thét hải chiều đập âm thanh. Hắn tả hữu tất cả đều là mượn đầu hổ kinh thân thể cao lớn cùng theo chui vào yêu chiều, bọn chúng thành công chui vào chính giữa vòng xoáy. Tần phong ở trên đầu đầu hổ kính có thể rõ ràng mà nhìn thấy vòng xoáy trung tâm nhất màu lam. Theo nói cho tới gần, hắn nhìn thấy màu lam tại trong mắt cũng tạo thành như vòng xoáy vậy hình dạng. Chỉ có điều chuyển động đến 10 phần chậm chạp. Nhìn xem chính giữa vòng xoáy lam sắc quang điểm, rất dễ dàng liền bị hắn hấp dẫn, bất chi bất giác cảm thấy hai mắt mê ly tần phong phát giác được tinh thần của mình bị vòng xoáy màu xanh lam ảnh hưởng sau đó lập tức rời ánh mắt lấy linh lực bảo vệ được tâm mạch của mình bởi vì hắn có ý thức của mình cho nên hắn có thể ngăn cản mình bị chính giữa vòng xoáy màu lam hấp dẫn nhưng mà hắn xung quanh bao quát dưới thân cái này chỉ đầu hồ kính bọn chúng tựa hồ đã hoàn toàn bị chính giữa vòng xoáy hấp dẫn toàn bộ đều chết từ địa nhìn chằm chằm chính giữa vòng xoáy dùng hết lực khí toàn thân bãi động cơ thể hướng về vòng xoáy trung tâm nhất tiến phát nhưng mà chờ sắp đến chính giữa vòng xoáy thời điểm kỳ thực căn bản vốn không cần bọn chúng tiêu hao quá nhiều khí lực bởi vì làm tần phong toàn thân bị hào quang màu xanh lam bao phủ hắn có thể cảm nhận được chính giữa vòng xoáy có một cỗ cường đại hấp lực đang chỉ dẫn bọn hắn tiến vào bên trong lúc này tần phong còn có lựa chọn hắn hoàn toàn có thể buông ra đầu hồ kinh tiếp đó theo chính giữa vòng xoáy khu vực an toàn bơi lên đi thế nhưng là không biết vì cái gì từ tiến vào chính giữa vòng xoáy bắt đầu, hắn vùng đan điền hạt giống liền cảm thấy vô cùng hưng phấn, không chỉ không có ngăn cản tần phong. Thậm chí còn đang thúc giục hắn nhanh chóng tiến vào bên trong. Mấu chốt nhất là, khi tần phong lúc sắp đến gần vòng xoáy màu xanh lam. Hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Không phải nói minh biển cả linh khí đã khô kiệt sao vì cái gì tại bên trong biển sâu chính giữa vòng xoáy lại còn ẩn chứa linh khí nồng nặc như vậy cái cũng khó trách những thứ này yêu thú đều cùng mê muội một dạng đi đến sông chẳng lẽ trong này cất giấu chính là minh biển cả linh khí khô kiệt bí mật sao Chương 1607 Thần miếu lúc này Tần Phong đã không kịp suy tư, bởi vì cái kia đầu hổ kình đã mang theo hắn vọt vào vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Sau một khắc, Tần Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhìn thấy trước mắt hết thảy đều đã biến thành một mảnh màu xanh đậm, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cẩn thận nắm lấy trong tay mình hắc kiếm, Xung quanh yêu thú giống như cũng đã biến mất, thân thể của hắn không hiểu lơ lửng, giống như bị một cỗ cường đại khí lưu nâng, không muốn biết Phiêu đãng đến địa phương nào đi. Cái này màu xanh đậm thực sự quá lóa mắt, hắn không thể không trước tiên tạm thời nhắm mắt lại. Cho dù cách mí mắt, hắn cũng có thể cảm nhận được hào quang màu xanh lam như cũ chiếu sáng thế giới bên ngoài. Còn tốt trong khoảng thời gian này không có duy trì quá lâu. Rất nhanh hào quang màu xanh lam này liền biến mất, mà cơ thể của Tần Phong cũng tại trong nháy mắt đã mất đi dựa vào, bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Tần Phong mở mắt ra, lập tức vận chuyển lên trong thân thể linh lực, đem linh lực hoàn toàn bám vào trên người mình, tránh cho bị ngã thất linh bát toái. Cũng may hắn rơi xuống vị trí cũng không cao tại sắp tiếp cận mặt đất thời điểm linh lực của hắn đem hắn nâng lên một chút sau đó hắn triệt tiêu dưới chân linh lực người liền cước đạp thực địa mà dẫm ở trên mặt đất cho đến lúc này tần phong mới rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt phía trước cùng hắn cùng nhau xông vào yêu triều đã biến mất không thấy thậm chí hắn chỗ phiến khu vực này không có bất kỳ cái gì nước biển tồn tại trước mặt hắn là một tòa cực lớn thần miếu đó là một tòa thuần bạch sắc kiến trúc chỉ là đại môn nhìn liền có mười mấy thước độ cao kiến trúc tinh mỹ tuyệt luân không giống như là đến từ nhân gian đồ vật uy nghiêm cao ngất thần bí cả tòa kiến trúc cũng không có cửa sổ chỉ có một phiến phong bế đại môn có thể tiến vào bên trong đến nỗi bên trong có cái gì không biết được thế nhưng là tần phong có thể cảm nhận được từ tòa thần miếu này bên trong có màu vàng ánh sáng thẩm thấu ra, đó là thuần hậu linh khí. Thậm chí Tần Phong cũng có thể cảm giác được bên trong tòa thần miếu này ẩn chứa linh khí gần như có thể đem toàn bộ minh biển cả lấp đầy. Người chỉ cần xông vào đều sẽ bị linh khí hắc bên trên một ngụm. Hơn nữa, mấu chốt nhất là khi Tần Phong ngẩng đầu, chỉ thấy hắn chỗ tòa kiến trúc này phía trên phảng phất có một tầng bình chướng vô hình một dạng đem màu lam nhạt nước biển hoàn toàn ngăn cách ra giống như là tiến nhập đáy biển thế giới cách một tầng trong suốt pha lê quan sát đáy biển tình huống một dạng tiếp đó tần phong liền thấy được phía trước sông vào nơi này bọn hải yêu đặc biệt là đầu kia mang theo hắn tiến vào đầu hồ kinh ngay tại đỉnh đầu của hắn tùy ý du động giống như tiến nhập ở đây sau đó những thứ này hải yêu bỗng nhiên liền không có như vậy rung động phía trước còn hai mắt đỏ thẫm giống như tại nổi điên danh dưới đầu hồ kinh lúc này bỗng nhiên trở nên nhàn nhã đi chơi nó tự hồ cũng nhìn đều tần phong hướng về hắn dùng xoang mũi phun ra một ngụm nước hoa khoái trá vẫy vẫy đuôi tiếp đó du tẩu những thứ này hải yêu đến nơi này tự hồ cũng trở nên bình hòa xuống thậm chí hoàn toàn không có cần sông phá tầng kia không thấy được bình phong che chở ý tứ tần phong không biết ở đây đến cùng là cái gì chỗ cũng không nhìn thấy bất luận cái gì lúc tới cửa vào nhưng hắn có thể cảm giác được ở đây đối với những cái kia hải yêu tới nói dường như là so minh biển cả tốt hơn trốn trở về mặc kệ đi vào trước xem một chút đi Bây giờ Tần Phong cũng là không có lựa chọn nào khác, trước mặt hắn chỉ có một tòa đại môn đóng chặt thần miếu, coi như hắn không vào trong. Sau lưng cũng không lộ có thể lui. Bởi vì tòa thần miếu này giống như là bị bao khỏa tại một cái cực lớn thủy tinh cầu bên trong. Độc lập với chung quanh cái kia phiến rõ ràng so minh biển cả càng thêm tràn ngập sức sống phạm vi hải vực bị nước biển bao quanh. Cho dù tần phong có thể phá cái kia phiến trong suốt che chắn cũng chưa chắc có thể trở lại trước đây minh biển cả nhập ra tùy tục tần phong cũng rất tò mò tòa này xuất hiện tại bên trong biển sâu trong thần miếu đến cùng có cái gì hắn vốn là cho là mở cửa chính ra muốn phí một phen chắc trở. thật không nghĩ đến tay của hắn vừa mới đụng tới thần miếu đại môn tòa này cao vút đại môn liền tự mình mở ra tiếp đó tần phong liền thật bị linh khí nồng nặc cho đỉnh một té ngã khụ khụ hắn chưa từng nghĩ qua, có một ngày chính mình sẽ bị linh khí cho sạc. Linh khí nơi này đã nồng đậm đến mắt trần có thể thấy trình độ, màu vàng bột phấn phiêu đắng ở giữa không trung hội tụ thành mạ vàng một dạng tính chất, không khí tốt giống đều trở nên nặng. Phảng phất chỉ cần tần phong tiện tay chảo một cái, liền có thể bắt được một nắm lớn linh khí trong tay. Thấy thế Tần Phong quẹt quẹt khóe môi, nếu để cho những tiên môn đám lão già này kia biết chính mình đã điều tra lâu như vậy đều không tìm được minh biển cả linh lực khô kiệt nguyên nhân. Kết quả ở cái địa phương này áp xúc nhiều như vậy linh khí, bọn hắn có thể bị tức chết hay không? Nơi này tuyệt đối là một khối bảo tàng, Tần Phong bây giờ cơ hồ có thể chắc chắn. Nơi này chính là minh biển cả linh lực khô kiệt nguyên nhân thực sự linh khí nơi này thật sự là quá dày đặc đối với người tu hành tới nói sở dĩ ngồi xuống vận chuyển tâm pháp chính là vì đem thiên địa linh khí hấp thu đến thể nội tiếp đó chuyển hóa thành linh lực thế nhưng là hấp thu thiên địa linh khí quá trình bản thân cũng rất khó khăn bởi vì đầu tiên cần phải làm là bài trừ trong không khí tạp chất chỉ hấp thu trong đó tịnh hóa chỉ dựa vào hấp thu linh khí chuyển hóa tới linh lực tương đương với cẩn thận thăm dò. Bản thân liền 10 phần gian khổ. Đây chính là vì cái gì người tu hành đều phải tìm kiếm phúc địa động thiên, cũng là bởi vì phúc địa động thiên bên trong linh khí ẩn chứa phong phú. Hấp thu càng nhanh, đã giảm bớt đi rất nhiều hấp thu một hạng này khí lực cùng phiền phức. Mà trước mắt tòa thần miếu này cũng không giống nhau, nó không chỉ là động thiên phúc địa mà là trực tiếp tới một cái áp xúc bàn ở đây tu luyện đều không cần đi từ trong không khí rút ra linh khí ở đây chỉ có thể nói linh khí bên trong dầu có số ít không khí chỉ cần đứng ở chỗ này từng ngụm từng ngụm hô hấp đều có thể thu hút đại lượng linh lực tần phong bất đắc dĩ thối lui ra khỏi đại môn thậm chí cũng không kịp thấy rõ trong cửa chính là như thế nào cảnh tượng bởi vì trong thần miếu linh khí thật sự là quá hắc người, hắn căn bản không thở được. Ra khỏi đại môn sau đó, Tần Phong bên ngoài chờ lấy bên trong linh khí tạm thời tràn ra tới một điểm, tính toán đợi linh khí hơi mỏng manh một điểm sau đó lại vào đi. Có ai nghĩ được hắn đứng ở cửa nửa ngày? Bên trong linh khí thế mà không thấy chút nào khuếch tán những thứ này linh khí nồng nặc giống như bị thần miếu vững vàng bắt được ngưng kết tại thần miếu bên trong thật lâu không thấy khuếch tán tần phong cũng không có cách nào cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt đi vào trước lại nói chủ yếu là trong cơ thể hắn viên kia hạt giống bây giờ đã hưng phấn đến không được thiêu đến hắn bụng dưới mười phần khó chịu giống như sau một khắc đan điền liền muốn nổ tung tiếp đó còn thiêu động hắn mấy cây gân mạch thúc giục hắn nhanh chóng đi vào trong mặc dù áp xúc bản linh khí là đồ tốt thế nhưng là tần phong biết mình trong thân thể hạt giống này một khi hấp thu căn bản không quản tần phong cỗ thân thể này có thể hay không tiếp nhận chỉ lo chính mình ăn no rồi lại nói bất quá hắn tạm thời chế trụ hạt giống sau đó vẫn là nghĩa vô phản cố đi vào chương 1608 thiếu nữ cùng múa tần phong ở bên ngoài hít thật sâu một hơi không khí, sau đó một cước đạp đi vào. Có trước đây kinh nghiệm, lần này tần phong ngược lại là không có bị bị nghẹn. Tương phản, từ hắn bước vào tới sau đó, cái kia chủng tại bên trong biển sâu tiềm hành mấy ngày cảm giác mệt mỏi quét sạch sành xanh. Ngay cả trong thân thể trệ sáp cảm giác cũng không còn sót lại chút gì. Đầu óc của hắn trước nay chưa có thanh minh, cơ thể cũng biến thành vô cùng nhẹ nhõm. Giống như muốn bị xung quanh linh khí đem thân thể đều nâng lên tới. Cả người phảng phất đã dẫm vào trong tầng mây, nhẹ nhàng, mềm nhũn, vô cùng thư sướng. Chờ tiến vào thần miếu sau đó, Tần Phong trước tiên đứng bất động, mấy người thích ứng xung quanh hoàn cảnh sau đó mới bắt đầu chậm rãi đi vào trong thần miếu so bên ngoài nhìn thấy còn lớn hơn. Đại môn sau khi tiến vào chính là đại đường, hẳn là ngoại đường, trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ cái gì bố trí. Dưới chân là chú tâm rèn luyện qua đá cẩm thạch. Mỗi một miếng đất gạch đều mười phần bóng loáng, đạp lên rất vững chắc. Cái này cũng nói rõ tòa thần miếu này cũng không phải là huyễn cảnh mà là chân thực tồn tại. Tần Phong không biết không khí nơi này là từ đâu tới, sau khi hắn đem Tị Thủy Châu phun ra, như cũ có thể bình thường hô hấp. Thậm chí đem những cái kia kim sắc bột phấn hình dáng linh khí hút vào đến trong thân thể sau cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Ngắm nhìn bốn phía, ngoại đường bên trong không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, chỉ có một ít thoạt nhìn như là người pho tượng, nhưng mà cũng không có ngũ quan, thậm chí chỉ có một cái hình thể. Tổng cộng là 18 pho tượng, nhìn không hình thể hẳn là mỗi một tòa cũng là nữ nhân pho tượng, chỉ có điều pho tượng phải 10 phần đơn giản. Mặc dù đơn giản, thế nhưng là lại không giống như là bán thành phẩm, bởi vì những thứ này pho tượng đều có riêng phần mình động tác hình thể, thoạt nhìn như là một loại nào đó vũ đạo động tác bốn phía trên vách tường đều vẽ lấy bích họa không có bất kỳ cái gì văn tự tất cả đều là vẽ lấy nữ nhân vũ động động tác chỉ có điều những nữ nhân này cùng pho tượng một dạng tất cả cũng không có vẽ khuôn mặt bất quá tại trên bích họa những nữ nhân này động tác càng thêm linh động hơn nữa còn vẽ lên trang phục những thứ này trang phục để cho tần phong cảm thấy mười phần nhìn quen mắt giống như là hiện đại đôn hoàng trên bích họa miêu tả trang phục bất quá phía trên này vẽ càng thêm tinh mỹ bởi vì bảo tồn được càng thêm hoàn hảo tần phong theo bích họa trình tự nhìn sang phát hiện phía trên này ghi chép đúng là một loại nào đó vũ đạo bích họa nối liền đúng lúc là trọn vẹn không hiểu tần phong muốn đem những thứ này vũ đạo động tác ghi lại ở trong đầu luôn cảm thấy sẽ có cái tác dụng gì cách một phiến cao lớn tường xây làm bình phong ở cổng đi vòng qua sau đó chính là nội đường khi hắn tiến vào nội đường trong nháy mắt một cỗ cường đại lực uy hiếp xông tới mặt để cho hắn trong nháy mắt thần kinh căng thẳng vừa định muốn đề phòng lại phát hiện nội đường cái gì cũng không có cùng phía trước tại âm miếu khác biệt, ở đây không có nửa điểm không khí dơ bẩn, ngược lại vô cùng thánh khiết cao thượng. Đâm đầu vào nhìn lại. Tần Phong đã nhìn thấy một tòa đại khái cao hơn 20 mét pho tượng sừng sững ở ngay phía trên. Đó là một tòa tượng nữ thần, nhưng mà không có bất kỳ cái gì chỗ quỷ dị. Tượng nữ thần điêu khắc mười phần tinh mỹ, quần áo cùng trên bích họa những nữ nhân kia một dạng, mặc dù bại lộ lại cũng không thấp kém trang phục mặc dù là dùng tảng đá điêu khắc ra tới thế nhưng là điêu khắc người rõ ràng quỷ phủ thần công vậy mà đem khắc đá đều đắp nặn ra giống như vải vóc tầm thường phiêu giật cảm giác bừng tỉnh liếc nhìn lại phảng phất nơi đó thật sự đứng một nữ nhân một cái cao lớn đến có chút quá mức nữ nhân mà nữ nhân diện mục cũng điêu khắc mười phần rõ ràng không giống với địa phương khác tượng thần số đông tượng thần cũng là mặt không thay đổi lại có lẽ là thương xót là từ bi thế nhưng là nữ nhân này biểu lộ cũng không một dạng nàng rất sinh động trên mặt mang nụ cười nhìn thuần chân mà hoạt bát không giống như là thần càng giống là một cái sinh xắn làm người hài lòng phú gia thiên kim tần phong ánh mắt rơi xuống tượng thần trước mặt trên tế đài phía trên không có vật gì phảng phất chưa bao giờ từng có người để tế điện qua nhưng mà tế đàn phía trên lại để một cái giá trên kệ có một quyển thẻ tre nội tạng cùng ngoại đường một dạng cũng là trống rỗng ngoại trừ tượng thần bên ngoài cũng chỉ có loại này đồ vật phẳng phất chính là đang nói cho tần phong đi qua đưa nó cầm lên tần phong liếc mắt nhìn tượng thần thấp giọng nói quấy giày sau đó hướng về tế đàn đi qua đem thẻ tre cầm lên Thẻ tre là dùng sáp phong bế, tần phong vừa định đem sáp đẩy ra, bỗng nhiên tay bị đồ vật gì nhói một cái, một giọt tinh huyết trực tiếp thẩm thấu đến trên sáp phong chi. Sau đó sáp phong vậy mà chính mình làm tan. Tần phong nhíu mày, tự nhiên biết cái này không tầm thường. Không đợi hắn đem thẻ tre mở ra, liền nghe một đạo thanh âm dí dỏm vang lên. Tại sao là một cái nhóc con? Ai? Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía lại không có trông thấy một bóng người. Tướng mạo đi, coi như là qua được, chính là tuổi còn nhỏ một chút. Quy, ngươi có hay không một trăm tuổi a? À? Đạo kia giọng nữ lại độ vang lên, mang theo vài phần trêu chọc, mấy phần hiếu kỳ, giống như là một cái tiểu cô nương phát hiện món đồ chơi mới. Tần Phong hoàn toàn tìm không thấy nơi phát ra âm thanh, bởi vì âm thanh ngay tại trong toàn bộ nội đường quanh quẩn Xin hỏi các hạ là ai? Tần Phong trầm xuống tâm tư. Một cái tay nắm thật chặt hắc kiếm, một bên cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Người đến nơi đây tìm ta, thế mà hỏi ta là ai? Âm thanh kia có chút bất mãn, như thế nào? Người chẳng lẽ muốn động thủ với ta sao? Ta không có mạo phạm các hạ ý tứ. Tần Phong mặc dù không biết nơi phát ra âm thanh, nhưng mà có thể cảm giác được đối phương tựa hồ không có ác ý hơn nữa từ đối phương lời nói nghe tới nàng dường như là cái địa phương này chủ nhân ta chỉ là bị ngoài ý muốn cuốn vào đến nơi này tùy tiện quấy dày. xin hãy tha lỗi hắn không có để lộ ra ý đồ của mình trong tay hắn còn nắm thẻ tre nhưng sau một khắc trên thẻ trúc bỗng nhiên bốc lên một hồi kim quang tiếp đó vang lên một tiếng hiếu kỳ a người thật giống như không phải người nơi này một câu nói, để cho Tần Phong thân thể đột nhiên chấn động. Sau một khắc, một vòng bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thiếu nữ trước mắt là từ thể che bên trong chui ra ngoài, trên thân còn bốc lên kim quang nhàn nhạt, ở chung quanh linh khí nồng nặc bao khỏa phía dưới, nàng mọi cử động khuấy động kim sắc bụi. Để cho cả người nàng thoạt nhìn như là cách một đạo kim sắc mạc liêm, mười phần hư ảo mà Tần Phong chờ đối phương đứng vững xem xét. Mới phát hiện thiếu nữ trước mặt cùng tòa kia cao lớn pho tượng giống nhau như đốt. Nhìn 17, 18 tuổi, mặt mũi cũng giống như bị người tỉ mỉ điêu khắc ra tới một dạng kinh diễm tuyệt luân. Trong mắt của nàng để lộ ra 17, 18 tuổi thiếu nữ vốn có sinh xắn đáng yêu, bây giờ đang tò mò đánh giá tần phong, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ địch ý nào tần phong không cách nào phán đoán sự tồn tại của nàng là thật là giả trong đầu toàn bộ đều đang nghĩ vừa rồi thiếu nữ nói câu nói kia nàng lại có thể nhìn ra mình không phải là thế giới này người vậy nàng là không phải cũng biết làm như thế nào rời đi thế giới này mà thiếu nữ lúc này đã tới tần phong trước mặt không có chút nào đề phòng mà vòng quanh tần phong xoay quanh vòng quả nhiên là người dị thế giới a à, người là thế nào cuốn vào đến vết nứt không gian bên trong tới